Nguyên Tiếp thầy. theo là vào ở bệnh viện Hà Tĩnh ạ. Xin mời các thầy. Hà Tĩnh khẩn trương. Các bạn bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh có đấy không? Nếu mà các bạn đầu cầu Hà Tĩnh chưa sẵn sàng hay trục trặc kỹ thuật, xin mời các bạn bệnh viện Thanh Hóa trình bày nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi áp xe cột sống thắt lưng do tụ cầu trùng liệt hai chi dưới. Xin mời các bạn Thanh Hóa trình bày trước vậy. Xin chào các thầy các cô và quý vị đồng nghiệp. Em xin báo cáo các bệnh 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 nhiệt đới từ viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân nam 49 tuổi, địa chỉ Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa, vào viện lúc 10 giờ 26 phút ngày 6 tháng 3 năm 2021. Lý do vào viện là sốt, đau lưng. Bệnh nhân có tiền sử viêm da dây thần kinh 20 năm, di chứng liệt hai chi dưới. Trước vào viện 2 ngày, bệnh nhân sốt cao 39-40 độ, thành cơn gai rét, sưng đau cột sống thắt lưng, mệt nhiều, không ho, không khó thở, thì điều trị ở nhà không đỡ vào viện. Khám hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc nhợt, thể trạng suy kiệt, không phù, mạch huyết áp ổn định, còn sốt 38 độ, lồng cân đối, dì dào phế nang rõ, nền phổi trái có da ẩm, bụng mềm, gan lách không sờ thấy, tổn thương ngang L1 kích thước khoảng 3 x 7 cm, còn sưng đau, đã dẫn lưu dịch ngày 17 tháng 3 ra 10 ml dịch mủ kèm máu. Hiện tại thì đã rút dẫn lưu ngày 22 tháng 3, liệt hai chi dưới, mất vận động cảm giác, đại tiểu tiện không tự chủ, gáy mềm, hội chứng màng não âm tính. Xét nghiệm huyết học, công thức máu thì ở thời điểm ngày vào viện ngày 6 tháng 3, chủ yếu là bạch cầu tăng cao, bạch cầu máu 33.000, nơro chiếm 90,3%. Hiện tại ngày sinh gần nhất là ngày 9 tháng 3, cầu máu hiện tại là 6,6 neuro chiếm 52,6%, tình trạng thiếu máu hồng cầu 3,01 titanin với sắc tố 81 g. Xét nghiệm sinh hóa máu hôm vào 6 tháng 3 chỉ, có tình trạng nhiễm trùng CRP tăng cao 132,7, xét nghiệm chức năng gan thận bình thường. Đến ngày 19 tháng 3 thì hiện tại CRP là 72, albumin máu là 20,8. Về siêu âm thì có thành bàng quang dày, dịch màng phổi hai bên không đồng nhất, bên phải là 34 ml, bên trái là 38. Phần mềm vùng lưng có khối giảm âm, dạng dịch không đồng nhất, ranh giới không rõ, nằm quanh đốt sống. Bề dày lớp dịch có chỗ 20 mm, tổn thương lan sâu theo đốt sống và thông với màng phổi bên phải. Đấy. X quang ngực thì không thấy tổn thương, điện tim thì bình thường. Đây là kết quả cấy máu ngày 9 tháng 3, ra tụ cầu vàng đa kháng còn nhạy cảm với vanco và lazolip. Cấy dịch mủ và PCR lao dịch mủ của áp xe thắt lưng âm tính. Về em về CT phổi có tiếp thu cản quang thì tổn thương đông đặc phía dưới phổi bên phải và tổn thương thân đốt sống D12, D11, D12 và L1. Là hình ảnh tổn thương X quang phổi, hình ảnh tổn thương cột sống thắt lưng. Chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, áp xe cột sống thắt lưng do tụ cầu vàng liệt hai chi dưới. Điều trị truyền dịch kháng sinh dùng vancomycin 2 g trên ngày nhân 14 ngày, chuyển sang lazolip 1,2 g trên ngày, hiện tại là ngày thứ 5, thứ 6. Cetirizine 4 g trên ngày, nhân 4 ngày chuyển sang Levo 750 g trên ngày, hiện tại đã cắt, hạ sốt. Em xin phép được thảo luận là chẩn đoán như vậy là hợp lý hay chưa? Có sử dụng kháng sinh như thế là ổn hay chưa? Và cái tổn thương cột sống là những nguyên nhân gì? Cần làm thêm xét nghiệm gì để chẩn đoán hay không? Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn. Chị hết em mời cô Hoa chẩn đoán hình ảnh cho ý kiến.
Kính thưa thầy và các anh chị ạ, trên phim CT cắt lớp phổi của bệnh nhân thì thấy tổn thương là thứ nhất là bên phổi trái ạ, tổn thương khá là lớn ở phía dưới phổi trái ạ, là tiểu đường dạng đông đặc và đã có hình ổ khí ạ. Trong cái này thì một cái tình trạng viêm phổi áp xe hóa, bên phổi phải cũng có, bên phổi phải cũng đám đông đặc và cũng tổn thương hình kính mờ xung quanh ạ. Cái phần này nếu mà điều trị không tốt thì chắc cũng thế thôi ạ. Tóm lại là về mặt cái trên cửa sổ nhu mô ạ, thì thấy là có cái hình ảnh viêm phổi và có áp xe hóa ở phía dưới phổi phải ạ. Trên cửa sổ trung thất ạ, thì tôi thấy là có tình trạng có dịch khoang màng phổi hai bên ạ, bên trái thì có nhiều hơn bên phải một chút ạ, và có cái tổn thương của các đốt sống tiêu tiêu xương, các đốt sống thân, đốt sống lưng D11, D12 và một phần của đốt sống L1 lúc này em đã dựng lên trên hình ấy để thấy được mấy các đốt sống ấy ạ. Ngoài ra có tổn thương cái phần mềm xung quanh thân đốt sống ạ, của các khối cơ dựng sống, các cơ bên cạnh gai sống hai bên, bên cơ đằng sau luôn nữa, cơ thắt lưng chậu ạ. Tất cả những cái ổ này sau khi tiêm thuốc cản quang là có ngấm thuốc ạ. Này là có ngấm thuốc, có cái có vẻ như là có ngấm thuốc viền, cái này em sợ là tạo nó là các ổ áp xe. Vậy là trên chụp các lớp vi tính bệnh nhân này thì có tình trạng là có viêm phổi áp xe hóa, có các ổ áp xe phần mềm của cạnh thân đốt, cạnh đốt sống D11, D12, L1, có tổn thương tiêu xương của đốt thân đốt sống D12, D11, D12. Cái này về mặt chẩn đoán hình ảnh thì mình cần phải loại trừ cái tổn thương của lao đốt sống, lao thân đốt sống ạ. Dạ em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chuyên gia chẩn đoán hình ảnh. Xin mời thầy Lực Thần Kinh cho ý kiến về cái chẩn đoán mà cái đành ba đây là hai chi dưới. Vâng, kính thưa thầy Bình và các anh các chị. Thì trên bệnh nhân này thì bệnh nhân có liệt hai chi dưới, tiền sử cách đây 20 năm do viêm đa dễ thần kinh. Thế thì vấn đề bây giờ chúng ta phải đặt ra cái chẩn đoán phân biệt là liệu cái tổn thương của cái thân đốt sống đợt này thì nó có gây ra cái liệt hai chân thêm không. Thế thì để mà xác định là có liệt hay không thì một là chúng ta dựa vào cái mức độ liệt, tức là cái di chứng 20 năm nay thì nó vẫn như thế rồi, thì cái đợt này liệu cái mức độ liệt có tăng lên hay không thì tí nữa nhờ các bạn cho thêm thông tin. Cái thứ hai nữa là nếu mà liệt cái đấy do di chứng của viêm đa dễ dây thần kinh thì cái phản xạ gân xương nó sẽ giảm hoặc mất. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta thấy cái phản xạ gân xương nó tăng hoặc là nó bắt đầu nó có thì có thể là cái liệt hai chân này do cái tổn thương thân đốt sống nó gây ra. Cái thứ ba để chúng ta xác định là cái liệt hai chân này có do tổn thương thân đốt sống hay không thì chúng ta xác định xem là bệnh nhân có rối loạn ranh giới cảm giác không, có rối loạn cảm giác theo khoanh đoạn của tủy hay không, bởi vì chúng ta biết là các cái tổn thương tủy thì nó sẽ gây ra các cái rối loạn cảm giác theo khoanh đoạn. Thế còn nếu mà cái rối loạn cảm giác do viêm đa dễ dây thần kinh thì nó theo các cái dễ dây chứ nó không có theo khoanh đoạn. Và cái triệu chứng tiếp theo nữa chúng ta cần phải xác định để xem là có cái tổn thương thân đốt sống này nó gây liệt hai chân hay không, xem bệnh nhân có rối loạn cơ tròn hay không. Nếu có rối loạn cơ tròn thì cái tổn thương cái liệt hai chân đấy thì có thể do cái tổn thương thân đốt sống. Thế thì có bốn cái câu hỏi này thì nhờ các bạn ở Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho thêm thông tin. Kính thưa thầy, cho em bổ sung thêm một chút ạ, tức là cái tổn thương ở tiêu thân đốt sống ấy, trên hình ảnh trên các lớp vi tính là mình có thể thấy là nó đã có xâm lấn vào trong cái ống sống rồi ạ. Thì cái này hoàn toàn có thể nó chèn ép vào cái tủy lưng của bệnh nhân, có thể gây các dấu hiệu ạ. Rồi xin mời các bạn Thanh Hóa cho thêm thông tin. Em xin phép trả lời thì cái mức độ liệt của bệnh nhân này thì 20 năm nay thì không có thay đổi, liệt toàn bộ hai chi dưới, mất phản xạ gân xương, đại tiểu tiện không tự chủ ạ. Cái rối loạn cảm giác có theo khoanh đoạn không ạ? Cái rối loạn cảm giác theo khoanh đoạn thì em không khai thác thì khám thì chưa kỹ nên xin phép trả lời sau. Vâng, thế có gì nhờ các bạn kiểm tra lại trên bệnh nhân. Thế còn trên cái bệnh nhân mà có liệt hai chân này, có tổn thương thân đốt sống ấy, thì trên cái hình ảnh chụp cắt lớp thì cái tổn thương xương và cái phần mềm xung quanh có thể khối cơ chúng ta có thể nhìn được. Thế nhưng mà để mà xác định được là xem cái tổn thương nó xâm lấn vào cái ống sống như thế nào, mức độ của cái tổn thương nó chèn ép vào cái hệ thống thần kinh như thế nào, thì cái phim chụp cộng hưởng từ thì thường nó cho các cái thông tin nó rất là tốt. Thế cho nên là trên bệnh nhân này thì chúng tôi cũng muốn là nếu có thể thì các bạn chụp thêm cộng hưởng từ cột sống thắt lưng để chúng ta xác định rõ tổn thương. Bởi vì nếu mà cái tổn thương mà nó chèn ép nhiều, các cái khối cạnh cột sống nó chèn ép, nó hình áp xe lạnh thì có thể là các cái biện pháp điều trị cần phải can thiệp ngoại khoa. Vâng, xin mời thầy Trung, chuyên gia về chấn thương chỉnh hình cột sống. Kính thưa các thầy, thì ở bệnh nhân này
khá là phức tạp và cũng rất là hay và cũng rất là đáng tiếc. Có nhiều thứ, thứ nhất là bệnh nhân liệt hai chân cách đây 20 năm và như thầy Lực nói là hiện tại có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi để mà tìm hiểu một cách chính xác là liệt do khoanh tủy hay liệt do viêm da dễ dây thần kinh. Và như bệnh viện tỉnh Thanh Hóa có cung cấp thông tin vừa nãy là bệnh nhân 20 năm nay không thay đổi tình trạng liệt, tức là hai chân không có vận động và cảm giác, và tình trạng đi tiểu là không tự chủ. Và chính vì thế với những bệnh nhân mà được gọi là liệt tủy hoàn toàn với thời gian 20 năm và đến bây giờ bệnh nhân vẫn còn sống mà không suy thận đã là một cái điều kỳ diệu. Và rất nhiều bệnh nhân với những tình trạng liệt như thế sẽ có các biến chứng về tiết niệu, về loét, teo cơ, viêm phổi rất là nặng, teo hết bàng quang, dày thành bàng quang. Thì trên ở bệnh nhân này cũng chính vì cái liệt đấy, vì thế với một cái tổn thương áp xe cột sống rất là nặng, áp xe lan hết cả vào trong vùng sống, và nếu như bác sĩ Hoa có dựng cái lát cắt lên dựng dọc theo không gian ba chiều thì có thể thấy được là đốt sống tiêu ít nhất là hai đốt sống và nó đang làm trượt luôn cả cái phần đốt sống ở đoạn bản lề ngực thắt lưng, và đương nhiên là cái tủy sống ở đấy nó sẽ bị chèn ép cực kỳ nặng. Thì giả sử như là bệnh nhân này nếu như mà không có tình trạng liệt từ trước thì chắc chắn cái tổn thương này cũng sẽ gây liệt hai cái chân đấy. Thì với một cái chẩn đoán ngay từ đầu là nhiễm khuẩn huyết và áp xe cột sống, áp xe phổi hoặc là viêm phổi, thì bây giờ theo em nghĩ là mình phải có một cái câu hỏi là liệu cái nhiễm khuẩn huyết đấy nó là nguyên nhân để gây nên cái áp xe này hay cái áp xe này nó gây nên cái nhiễm khuẩn huyết đấy. Thì cái đấy thì chắc lát nữa thầy Thái cho thêm ý kiến. Còn qua cấy thì không có trực khuẩn lao và có cái tụ cầu vàng ở trong máu ở đa kháng, còn tụ cầu vàng ở cái vùng áp xe thì cũng không có. Đến bệnh nhân này có một cái tình trạng áp xe nặng đến mức độ là toàn bộ cái khối xương nó đã có cả rất nhiều mảnh xương chết ở quanh phần mềm di trú cả dọc cái cơ thắt lưng chậu và cả ra cái khối cơ cạnh sống, và đến mức độ áp xe ra tận ngoài da và để người ta có thể chọc để dẫn lưu được từ đấy, thì chứng tỏ là một cái ổ áp xe với kích thước cực kỳ khủng khiếp. Thì với bệnh nhân này nếu mà đã xác định là cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết do cái ổ áp xe đấy gây nên thì bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Phẫu thuật nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giải phóng cái ổ áp xe mà hiện tại nó là nguyên nhân để làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng CRP lên rất cao. Cái thứ hai nữa là cái đoạn cột sống đấy bắt buộc phải nẹp vít cố định lại thì mới hy vọng bệnh nhân có thể ngồi dậy được, bởi vì là bệnh nhân sẽ rất là đau. Và cái thứ ba nữa là với một cái tổn thương viêm phổi và áp xe phổi đấy thì liệu có phải là do áp xe từ cột sống nó chạy vào, bởi vì có đường dò từ cột sống vào khoang măng phổi bên trái và cái tổn thương ở ngay trong khoang lồng ngực đấy có bắt buộc phải phẫu thuật kèm theo hay không, thì đấy là các chuyên gia về phẫu thuật lồng ngực sẽ phải đánh giá để mà có thể kết hợp trong cái quá trình phẫu thuật. Và cuối cùng thì theo em nghĩ là các thầy về hồi sức và truyền nhiễm sẽ cho các cái phác đồ về điều trị nhiễm khuẩn huyết và các theo kháng sinh đồ mà bệnh viện Thanh Hóa đã cấy được. Đấy, đấy là ý kiến của em. Vâng ạ, cái ca bệnh này thì hôm nay ngồi đây em mới được biết là sẽ hội chẩn thêm cái ca này. Thế tuy nhiên thì em cũng đã nghe báo cáo thì em thấy là bệnh nhân này có một cái ổ áp xe ở thùy dưới của phổi trái và có tràn dịch màng phổi hai bên số lượng ít. Cái tràn dịch, cái áp xe đó thì với cái hình ảnh cái ổ tổn thương rất là lớn ở cái vùng cột sống kế cận thì nhiều khả năng nó có thể là từ cái cột sống nó lan vào, mình cũng chưa loại trừ. Và đúng như là bác sĩ Hoa cũng đã phân tích là với những cái viêm đốt sống địa đệm như vậy thì mình sẽ phải loại trừ xem có lao hay đấy đường vào là nó từ đó. Có thể bệnh nhân liệt từ nhiều năm mà không biết là bệnh nhân có châm cứu hay gì không, để mình xem cái đường vào nguyên phát liệu có phải là liên quan cái việc mà từ cái cột sống nó đi vào. Thế thì chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết trong này, trong trường hợp này em nghĩ cũng là phù hợp. Thế còn cái dịch màng phổi hai bên thì số lượng nó ít và nó tương đương cả hai bên, về hình ảnh cái dịch màng phổi đó thì thực ra là ít nghĩ đến là một cái tràn mủ màng phổi. Nó có thể là trong bệnh cảnh của một cái nhiễm khuẩn huyết, bệnh nhân suy kiệt và có giảm protein máu rồi nó có xuất dịch màng phổi hai bên, hoặc là một cái viêm màng phổi kế cận với lại cái tổn thương phổi ạ. Thì với cái dịch màng phổi đó rất ít như vậy thì thực ra cái chỉ định dẫn lưu trong trường hợp này là sẽ thực ra nó không có thể, nó sẽ không có hiệu quả, nhưng mình có thể chọc dò thử cái dịch màng phổi đó để xem cái tính chất dịch như thế nào, nó có phải là dịch viêm cấp không hay nó chỉ là dịch thấm thôi. Và nếu trong trường hợp nó là dịch viêm cấp thì mình có thể chọc rửa màng phổi hàng ngày, chứ với cái dịch ít thế thì thực ra không có chỉ định dẫn lưu ạ.
Vâng, cảm ơn chuyên gia hô hấp. Nhưng ít ra chúng ta sẽ biết là có tụ cầu ở màng phổi không. Vâng. Nếu có tụ cầu màng phổi, chúng ta chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết và đường vào là từ cái ổ áp xe ở lưng ấy, nó từ bao giờ đến nỗi mà nó phá hủy cả xương rồi. Đấy, giờ nó chui cả lên phổi, màng phổi, nó còn đi đâu nữa thì còn chưa biết, chúng ta chưa tìm được. Cho nên là rất là phức tạp bệnh nhân này, không phải chỉ có thuốc đâu, nó còn liên quan đến vấn đề chẩn đoán, nó liên quan đến phẫu thuật đấy. Xin mời thầy Thái cho ý kiến. Vâng, kính thưa thầy Bình, kính thưa các thầy cô, các anh chị, quý vị đồng nghiệp. Trường hợp này thì thực sự nó là một cái trường hợp mà có lẽ là mình cũng sẽ gặp nhiều ở trên thực tế. Là một cái bệnh nhân mà liệt hai chân, sau 20 năm liệt hai chân thì xuất hiện cái tình trạng như thế này. Thông thường thì sau những cái năm đầu tiên liệt hai chân thì người bệnh được chăm sóc rất tốt. Nhưng mà đến năm thứ 10 trở ra, năm thứ 20 trở ra thì cái việc mà bệnh nhân nằm một chỗ rồi sau đấy là xuất hiện tổn thương loét. Và trên cơ sở cái loét đấy thì bội nhiễm thêm vi khuẩn là cái chuyện là hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn dễ hiểu. Thế thì trường hợp này thì trước khi mà chúng ta nói sâu hơn về các cái vấn đề điều trị thì có lẽ bác sĩ điều trị nên trao đổi một cách thẳng thắn với gia đình để xem là cái việc mà chúng ta theo đuổi điều trị đến cùng trong trường hợp này thì như thế nào. Bởi vì nếu như gia đình không quyết tâm, bệnh nhân trong trường hợp này là nằm phụ thuộc vào gia đình rồi thì cái việc mà triển khai các cái kỹ thuật điều trị tiếp theo nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái ý nguyện của gia đình. Vấn đề thứ hai trong trường hợp này ấy, là nếu như mà chúng ta nhìn nhận là tác nhân gây bệnh, một tác nhân là con tụ cầu vàng đã kháng meticillin. Con tụ cầu vàng đấy ở trong máu và nó gây tổn thương ở các cơ quan, ở các bộ phận thì nó hoàn toàn hợp logic. Tuy nhiên thì ý kiến của thầy cô, các anh chị em ấy thì là cũng là nghĩ nhiều đến có thể là còn cái vấn đề khác nữa. Tuy nhiên thì trước mắt chúng ta cấy ra được con vi khuẩn tụ cầu vàng thì đấy là cái chỗ mà chúng ta bấu víu vào. Chúng ta cần phải tập trung để giải quyết dứt điểm, giải quyết triệt để cái căn nguyên này. Em cũng xin phép thế này. Thứ nhất là về vấn đề điều trị trước mắt thì thấy là ở trong bệnh án báo cáo là chúng ta lại chuyển từ vancomycin chuyển sang liazolid. Thì thực ra chuyển như vậy nếu mà vì vấn đề là bất khả kháng, ví dụ như là bệnh nhân suy thận nặng, ví dụ như là bệnh nhân là dị ứng hoặc thậm chí phản vệ với vancomycin thì nó hợp lý. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân vẫn có thể dùng được vancomycin thì trong trường hợp này thì chúng ta nên cho quay lại vancomycin. Lý do bởi vì làm sao? Vì liazolid thì trong khoảng độ 2 tuần đầu điều trị nó sẽ tạm ổn, nó có thể ổn. Nhưng từ tuần thứ 2 trở ra thì nó sẽ bắt đầu là có các cái tác dụng phụ của liazolid. Và tác dụng phụ của liazolid trong trường hợp này có thể là bệnh nhân giảm ba dòng, có thể là dẫn đến tình trạng là toan, nhiễm toan. Hoặc có thể là gì là dẫn đến tình trạng là rối loạn tâm thần vân vân. Thì chúng ta thận trọng, chúng ta cẩn thận, chúng ta nên quay về vancomycin nếu như không có chống chỉ định. Và vancomycin trong trường này thì nhìn cái chức năng thận, cái độ thanh thải của thận thì tương đối là tốt, cho nên là liều vancomycin trong trường này là chúng ta phải đẩy lên chứ không phải đẩy xuống. Đẩy lên thì trong trường này có lẽ là liều tải phải là 1,5 g, và trong trường này duy trì phải từ 1 g cho đến 1,5 g mỗi 12 giờ nếu chúng ta dùng ngắt quãng. Thế còn nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta là đánh giá mà không thấy, không có cái gì để bấu víu vào để điều chỉnh liều của vancomycin thì chúng ta có thể là gửi mẫu huyết thanh ra bệnh viện Bạch Mai để định lượng vancomycin. Định lượng vancomycin trước liều thứ tư thì có thể giúp cho chúng ta là tiên lượng hoặc là đánh giá được cái việc là chúng ta tăng liều hay là giảm liều vancomycin. Cái này thì ở bệnh viện Bạch Mai thì có triển khai được cái dịch vụ làm như thế này thì mất khoảng độ 550.000 gì đó thì sẽ có được cái kết quả định lượng vancomycin trong huyết thanh. Vấn đề tiếp theo nữa thì đối với cả trường hợp tụ cầu vàng thì chúng ta lưu tâm nhiều đến các cái ổ di bệnh. Thì trong trường hợp này ổ di bệnh của tụ cầu vàng thì chúng ta quan tâm mật thiết đến nội tâm mạc. Thì ở đây cũng chưa thấy các bạn ở bệnh viện Thanh Hóa là siêu âm tim. Thì nếu như mà chúng ta chưa siêu âm tim thì nên siêu âm tim để đánh giá xem là có tổn thương nội tâm mạc hay không. Vì nó quyết định cái việc là chúng ta chọn lựa cái thời gian để điều trị ngắn hay dài.
Ở trong trường hợp này thì cũng xin phép có ý thêm ý kiến một chút về vấn đề là sau khi mà chúng ta đã cấy ra tụ cầu vàng, chúng ta điều trị thì chúng ta nên kiểm tra lại, cấy kiểm tra lại để khẳng định chắc chắn là đã âm tính với tụ cầu vàng. Mặc dù là CRP là có xu hướng giảm, bạch cầu máu ngoại vi có xu hướng giảm, tuy nhiên thì nó giảm nhưng mà CRP vẫn ở cái mức độ 70, hơn 70 thì cũng có lẽ là cũng vẫn là chưa ổn về vấn đề là nhiễm khuẩn, đúng không ạ? Ở đây thì cũng xin phép nữa là nguyên tắc ở đây thì trong trường hợp tụ cầu khi mà nó đã gây tổn thương nhiều nơi, nhiều cơ quan, nhiều bộ phận và nó có hình thành nhiều ổ áp xe thì nguyên tắc là chúng ta dùng kháng sinh trước và sau đó thì bằng mọi giá phải dẫn lưu được các ổ, ví dụ như là ổ áp xe ở lưng, ví dụ như ổ trong màng phổi, hoặc thậm chí là gì là áp xe, hình thành áp xe phổi là chúng ta phải dẫn lưu, vì nguyên tắc là nếu không dẫn lưu thì cũng rất là khó để mà giải quyết dứt điểm triệt để trong trường hợp là nhiễm tụ cầu vàng. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Thái. Tức là các chuyên gia đã phân tích đây. Các bạn ở đầu cầu Thanh Hóa có ý kiến gì không? Đây chắc chắn là có nhiễm khuẩn huyết ở tụ cầu trùng vàng. Đấy, nằm một chỗ nhiều khi các cái sứt sẹo thì tụ cầu ngoài nó chui vào người ngay mà. Thứ hai là có tiêm chọc gì vào đấy không? Tiêm Novocaine tại chỗ, thủy châm hay là thường xuyên hay gặp? Dạ, có thời tại chỗ có bùng tên thì không có tiêm chọc cho cứu thịt. Vậy thế các cái đường truyền trước đó ở nhà có truyền thuốc gì không? Có cái đường truyền ngoại vi ấy. Vì tôi thấy rõ các bạn hiện nay là chúng tôi nhận khá nhiều các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết ở tụ cầu liên quan đến các cái chăm sóc y tế, kể cả các bác điều dưỡng rồi tự làm, tự truyền thuốc rồi tiêm chọc vào khớp rồi nhiều lắm. Bây giờ tôi nói thật cho nhiễm khuẩn huyết ở tụ cầu rất nhiều do mà các cái chăm sóc y tế mà làm không đúng, từ các những người tiêm chọc tĩnh mạch ngoại vi thông thường đến tiêm ổ khớp vân vân, cái rồi châm cứu thủy châm chúng tôi thường xuyên gặp, hầu như ngày nào cũng có. Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý, và kể cả các bạn có đi làm phòng mạch thì cũng phải tuân thủ cái quy tắc vô trùng cho nó đúng, không ẩu được đâu. Bây giờ tụ cầu thì nó ở đâu nó chả có, các bạn có đồng ý không ạ? Đấy, bệnh nhân này là phức tạp đấy, không đơn giản như thế đâu, còn nhiều thứ phải làm đấy. Vâng, em xin phép hỏi thầy một chút, vì em sử dụng Panco mà kéo dài trên 2 tuần ấy, thì thường có tác dụng phụ phản ứng dị ứng với lại đỏ da rất là nhiều. Nên em muốn hỏi xin ý kiến của thầy về việc dùng Panco quá 14 ngày. Vâng, thế thì kính thưa thầy Bình, kính thưa tất cả các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp thế này ạ. Vấn đề dùng vancomycin so sánh tương đối với cả dùng liazolid thì dùng liazolid sẽ có nhiều tác dụng phụ hơn là dùng vancomycin. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy là khi mà dùng vancomycin mà mọi người phản ánh là có đỏ da, có phát ban vân vân thì thường nó liên quan đến việc là chúng ta pha chưa đủ loãng và truyền chưa đủ chậm vancomycin. Chưa đủ loãng là như thế nào? Là thông thường 1 gram vancomycin, 1 gram thì phải pha tối thiểu 100ml dịch, thường dùng là dịch 9/1000, và truyền trong tối thiểu 1 tiếng đồng hồ. Thế ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi cũng hay đi hội chẩn các đơn vị thì thường là khuyên là pha vào 1 gram pha vào 250ml 9/1000 và truyền trong vòng khoảng độ 2 tiếng đồng hồ. Thì mình chưa nói chuyện truyền liên tục, nếu mà truyền liên tục thì sợ địa phương lại cũng hơi khó. Vâng. Nếu như mà trong trường hợp mà mình còn lo ngại hơn nữa về vấn đề đỏ da và phát ban thì chúng ta cho truyền liên tục. Vì đặc điểm của vancomycin là có thể là pha xong để được ở trong cái môi trường khí phòng là 24 giờ. Chính bởi vì như vậy cho nên chúng ta pha, chúng ta cho truyền liên tục cả ngày thì thuốc không biến đổi và chúng ta hoàn toàn yên tâm. Với đặc điểm lý hóa của thuốc là vẫn hoàn toàn giữ vững. Và trong trường hợp này ấy, thì là chúng tôi cũng hay khuyến cáo là 1 gram vancomycin pha trong 250ml 9/1000 truyền trong 12 tiếng. Thì chúng ta điều tiết là khoảng độ máy truyền dịch khoảng độ 20-21ml 1 giờ thì hoàn toàn hợp lý. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Thái. Những cái nghiên cứu về truyền vancomycin liên tục đã có khoảng 4-5 năm nay rồi. Chắc bạn chưa quan tâm thôi chứ còn
trong các cái hội thảo của hội sức cấp cứu chống độc Việt Nam thì rất nhiều nơi người ta đã làm rồi, có cái bơm tiêm điện hay máy truyền dịch thì đâu mà chả có. Thứ hai là khi chúng ta truyền liên tục thì chúng ta định lượng liều nó rất chính xác, và từ khi triển khai được định lượng nồng độ thuốc vancomycin mình mới phát hiện ra là hiện nay chúng ta đang dùng liều dưới liều rất nhiều, đang dùng dưới liều rất nhiều. Chứ còn cái liều 1 gram mỗi 12 giờ cái đấy người ta nghiên cứu ở trên các cái người, trên các cái động vật và người ta tính ra như thế thôi. Chứ còn khi mà người bệnh mà ốm nhiễm trùng ấy, thì cái thể tích phân bố nó sẽ tăng lên để thoát dịch, chúng ta truyền dịch vân vân, thì rõ ràng là liên quan đến chức năng thận nữa. Cho nên là định lượng vancomycin ở các nước thì người ta coi là bắt buộc. Chúng ta thì chưa làm được hết các nơi nhưng mà khuyến cáo là nên làm. Còn hơn chúng ta dùng dưới liều. Một là nó không hiệu quả, thứ hai nó gây ra tình trạng kháng thuốc. Đấy là chúng ta nên làm được, các bạn có thể làm được. Cảm ơn bạn. Còn hỏi gì nữa không? Vâng, nếu bệnh viện là các bạn đầu cầu Thanh Hóa không hỏi gì nữa. Đấy còn mấy cái thứ, đấy phải làm cái chụp cái MRI cột sống nữa, còn phải liên quan đến các bác sĩ gọi là phẫu thuật cột sống nữa, nhiều thứ lắm đấy bệnh nhân này. Tiếp theo các bạn Hà Tĩnh đã sẵn sàng chưa? Lúc nãy các